Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Trước mắt các bạn là các thùng chân đàn và đầu đàn của hai cây Dinaton SLB210, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, được hai bạn nhân viên đem ra chuẩn bị đóng gói để mang đến cho đại lý ở Sóc Trăng. Nào, hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Trước khi đến với quy trình đóng gói và vận chuyển, mình sẽ chia sẻ đôi nét về cái đàn này cho các bạn nhé. Sau lớp giấy bảo vệ là một vẻ đẹp thanh lịch, một màu nâu đầy cổ điển. Đàn sở hữu dáng vẻ nhỏ gọn nhưng đầy cá tính, thiết kế dàn đứng upright kèm theo nắp bật hiện đại, bàn phím với công nghệ Real Hammer Action Keyboard tiên tiến giúp phím đàn có độ nặng lẫn độ đàn hồi rất tốt. Trang bị màn hình LCD đa chức năng rất dễ sử dụng, giúp các bạn tùy chỉnh nhiều chức năng phù hợp với việc học đàn như là metronome, thay đổi voice, ghi âm. Bên cạnh đó là 18V giúp quá trình luyện tập của bạn không còn nhàm chán như trước nữa. Giờ hãy cùng mình quấn đàn nhé các bạn. Thân và đầu cây Dinaton ghép với nhau thành một kiện, được hai bạn bọc lần lượt cẩn thận nhiều lớp ni lông tất cả các mặt để không bị ẩm ướt do thời tiết và tránh va đập dẫn đến chầy xước trong khi vận chuyển. Đúng lúc quấn đàn xong thì xe cũng vừa đến rồi mọi người ơi. Hai bạn khiêng lần lượt từng kiện hàng từ showroom ra ngoài, xếp ngay ngắn nhẹ nhàng vào thùng xe. Vì có khối lượng rất nhẹ nên có thể thấy các bạn đem đàn ra rất thoải mái và cũng rất tiện lợi khi bạn muốn di chuyển đi bất cứ đâu trong căn nhà của mình. Vậy là quy trình đóng gói hai chiếc piano điện Dinaton SLB210 đến với đại lý tại Sóc Trăng hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.